Cùng với các cấp các ngành, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Ninh Bình đã xây dựng và sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho festival. Công ty đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố để nắm bắt nhu cầu cấp điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện, tăng cường kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại trên lưới điện, đặc biệt là các điểm cần ưu tiên cấp điện. Bên cạnh đó, bố trí phân công trực ban, thao tác xử lý sự cố lưới điện 24/24 giờ trong các ngày diễn ra festival, đồng thời đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị thay thế, phương tiện xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra trên lưới điện. Với sự chuẩn bị tích cực và chủ động của Công ty Điện lực Ninh Bình sẽ góp phần vào thành công chung của Festival Tràng An Kết nối Di sản Ninh Bình năm 2022.